Những người lính Cụ Hồ. Tôi tình cờ gặp cụ Văn Thanh ngày 12 tháng 7 năm ấy, giữa hàng nghìn người tấp nập trước lối lên nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Thanh như hiện ra trước mắt tôi, bộ quân phục giản dị, gương mặt đôn hậu cởi mở. Tôi ngạc nhiên trước những thứ mà anh mang trên người, tưởng đó là trang thiết bị quân sự. Hóa ra là những nén hương xào, hương trầm và hoa huệ. Hôm ấy Thanh đi một mình, dù thời gian đã muộn hơn dự kiến, chúng tôi vẫn tranh thủ trò chuyện với Thanh vài phút làm quen. Vậy là quen nhau từ đó, mến nhau từ đó. Từ đó, mỗi năm về với ngày giỗ chung các liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, tôi luôn thấy Thanh thấp thoáng đó đây trong các đoàn thiện nguyện. Thỉnh thoảng gặp nhau nghe Thanh kể, tôi biết anh là cựu chiến binh sư đoàn 312, trở lại mặt trận Vị Xuyên từ rất sớm. Khi đó anh còn công tác, thời gian không cho phép. Vậy nên cứ khi nào có thể là Thanh lại một mình đi xe khách lên Hà Giang hương khói cho đồng đội, tận tụy, nghiêm cẩn. Sau này không chỉ hương khói cho người đã khuất, Thanh còn cùng những đồng đội, những nhà hảo tâm đã trở về không chỉ với Vị Xuyên mà còn đi nhiều nơi trên đất nước, nơi có những người thân của liệt sĩ còn khó khăn, nơi có những thương binh còn vất vả, nơi có những hoàn cảnh đồng đội đặc biệt cần sự chung tay của cộng đồng. Các anh đã cùng nhau trên những chặng đường, như đã từng cùng nhau sát vai trên mặt trận, dưới tầm đạn pháo. Đó là những nhóm thiện nguyện G9, nghĩa là 9 gia đình. Nhóm cựu chiến binh của sư đoàn 312, những người tâm huyết với việc tri ân tặng quà cho học sinh và gia đình chính sách như mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, các thương binh. Đặc biệt, các anh Trần Hữu Quân, nhà tài trợ chính, hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn Ngọc Diệp. Cù Văn Thanh phụ trách việc thu nhận đồ từ thiện do các nhà bán hàng cho và chuẩn bị các chuyến đi. Tào Văn Ngọ chuyên khuân vác, đóng thùng và vận chuyển cùng Cù Văn Thanh. Có những chuyến từ thiện, toàn bộ kinh phí do Trần Hữu Quân chi trả, anh em đóng góp thêm. Trong 2 năm chống dịch COVID-19, tập đoàn Ngọc Diệp của Trần Hữu Quân đã chi kinh phí. Thanh được ủy quyền mua và cấp phát trang thiết bị phòng dịch cho một số điểm tại Hà Nội, Hà Giang, Bắc Giang. Đặc biệt là các điểm chống dịch và bệnh viện, trường học, các xã vùng biên bị dịch nặng. Tận tâm, tận lực, vợ chồng Thanh thường đến các cửa hàng may mặc và bán buôn để xin hoặc mua được giảm giá đến 90%, về đóng thùng gửi cho các trường học vùng cao, trung tâm bảo trợ xã hội Ba Vì, trẻ em trường khuyết tật xã Đàn. Mùa đông 2022, mấy chục thùng quần áo nỉ thu đông chất đầy các phòng ngôi nhà 5 tầng của vợ chồng Thanh. Có cửa hàng cho đến 50 bao quần áo mới, hàng xuất khẩu. Vợ chồng Thanh cùng với Tào Văn Ngọ và Xuân Thu mất 5 giờ đồng hồ để chuyển vào nhà và gửi hàng xóm một phòng. Hàng được cho, còn vận chuyển, vợ chồng Thanh tự bỏ phí và cùng bạn bè tự bốc chuyển. Thanh khoe, lương hưu em được vợ cho toàn quyền chi tiêu và mua hàng từ thiện. Đôi khi khuân vác và đóng gói đau hết hai cánh tay. Nhưng em lại thấy vui khi nghĩ đến trẻ em và bà con được mình trao tặng những chiếc áo, chiếc quần và những chiếc chăn bông để làm vơi đi cái giá lạnh nơi núi rừng biên cương.
Em cũng rất vui vì vợ em ủng hộ và cũng là người bạn luôn đồng hành cùng em trong nhiều chuyến đi về Hà Giang và miền Trung. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh chị vì tấm lòng thơm thảo của các anh, các chị như những đóa hoa sen ngát hương thơm giữa đời thường. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa các anh chị em, hôm nay đến thăm đồng đội Ngô Châu Long, xin cảm ơn. Tôi tên là Phạm Phú Tùng, trước là tôi là lính của tiểu đoàn 13, sư 356. Sau tiểu đoàn tôi cắt về cho sư đoàn 314, về tiểu đoàn 12, E466, F314. Thì tháng 9 năm 85, tôi là lính trinh sát pháo binh, tôi vừa ở trên đài rồi. Thì qua lúc bây giờ đồng chí Ngô Thăng Long thì là thủ kho của C9 em tiểu đoàn J12 E466. Thế ba anh em với cả một đồng chí nữa là Trần Giáo Siêu, ba anh em cùng phản bị pháo của quân Trung Quốc nó bắn vào, nó bắn vào hôm đấy nó bắn 5 lần. Đấy thì anh Long là bị, anh Long bị một mảnh ở bên này, đi từ đây cái mảnh đấy nhưng mà nó xé từ đây xuống đến con với cái ngón chân này, nó mới mắc ở ngón chân. Thế còn đồng chí Thành Giao Diêu kia thì bị một miếng này, một miếng ở đây cụt luôn chân. Thế chỉ có mỗi tôi là tôi không bị sao. May mắn. Thế, lúc bấy giờ là gọi xe ra và tôi đưa đồng chí Long này ra xe để về phòng tiền phương. Bố mẹ và hỗ trợ một phần nào khó khăn cho thương binh đồng đội của con, và có một chút quà thì cầm cái phong bì. Cảm ơn tất cả các bác, các chú. Bố đứng bên này đi. Bố ơi, bình tĩnh đi. Bố đứng ra đứng sau. Đến nói hết tình cảm của gia đình của cháu. Thì trước bố cháu còn sống ấy, bố cháu cũng ở bộ đội đấy. Bố cháu còn có lương nuôi nuôi được cháu. Được sau mà bố cháu mất thì là coi như chỉ mẹ con chỉ có là lương tựa vào nhau. Nói thật các cái chú là đây nhà ở tiêu chuẩn của bố cháu mới được cái gian nhà như thế này ở. Thế mẹ mẹ con cứ bảo rằng là thôi bây giờ thì bố mất như thế thì mẹ con không ấy được. Thì nói thật các chú ở trên này xe thì cũng được 2 triệu bạc, nói thật với các chú đấy, 200 một xe, hơn chục xe mà. Thế thì bây giờ mẹ con thì bây giờ cùng bọc nhau. Như chả nhẽ bây giờ bố mất bây giờ mà này có một thằng con mày này mà này nói nó là không có lương, không có gì cả. Thì không bao giờ nói như thế, dù sao nhỡ có bát cơm cũng xẻ ra làm đôi, mẹ con cùng bọc nhau. Nói thật là các chú thế. Thế ngày hôm nay này thì rất là cảm ơn các chú. Xin cảm ơn tất cả các bác và các chú, các đồng đội và có tình cảm đến gia đình mẹ cháu Long đây. Vâng, thì con rất là cảm ơn sự đón tiếp của mẹ cũng như là gia đình. Thì đây gọi là có một chút lòng thành của anh em trong đoàn. Thì số tiền là 5 triệu đồng. Con xin được gửi mẹ. Vâng, vâng. Và ngoài ra thì hội dược học của Hà Nội là cũng có một chút gọi là quà, nó một cơ số thuốc, nó là thuốc bổ và thuốc bệnh thông thường. Xin được biếu mẹ và đồng đội. Vui ra cho thoải mái đi. Từ từ đưa luôn. Đấy, tôi được có cái may này này, được có cái nhà của ông chồng tôi chia từ trước. Thì ở mới được. Nếu mà không có thì mẹ con phải lục tục về quê rồi từ lâu rồi. Đấy.
thì nay thì xin cảm ơn tất cả. Dạ, dạ, vâng, con. Liên đỡ, đỡ cái túi cho. Mà quan tâm đến gia đình. Đây là một chút tấm lòng của nhóm 19 và những người bạn thì đều là động viên được phần nào và giúp đỡ phần nào những khó khăn của mẹ cũng như đồng đội, các em gia đình đang phải gồng gánh hàng ngày. Thì tôi rất mong là bạn thứ nhất là phát huy cái bản chất của người lính vị xuyên năm xưa, vững vàng vượt khó, vượt qua bệnh tật để cùng với gia đình đảm bảo để cùng xây dựng được gia đình, cuộc sống tươi đẹp hơn. Chúc bạn và rất là mạnh khỏe. Tôi xin chúc tất cả các anh em đồng đội đến, tôi xin rất cảm ơn. Thưa mẹ, thì cũng như con nói ban đầu thì cũng phát huy cái truyền thống cao đẹp của dân tộc ta là đền ơn đáp nghĩa. Thì nhân dịp 27/7 chúng con đến trước thăm mẹ để thăm đồng đội của chúng con. Để bây giờ chúng con cũng còn những địa chỉ tiếp theo thì xin phép mẹ chúc mẹ đồng đội cũng toàn thể gia đình mạnh khỏe và vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, để mong rằng cuộc sống sẽ được tươi đẹp hơn. Và qua đây cũng xin rất mong là nhận sự ủng hộ của cộng đồng cũng như là các tổ chức cá nhân, coi như là trên tuyên quang cũng xuống nhà tặng cho đồng chí này là đây là của tôi nhé. Hiệp bán thuốc ấy. Bán thuốc hôm trước anh em chuyện này. Bây giờ sau đây sẽ con xin phép. Anh em mình đứng đây chụp cái ảnh. Cảm ơn tất cả. Cái mảnh cũng trôi dần thôi. Đây mạnh mạnh cái này để
trước là động viên cho bạn và hỗ trợ được phần nào những khó khăn cho cuộc sống mà bạn và gia đình đang vui chạy. Thì trong này là có 5 triệu đồng của toàn bộ anh em trong nhóm và các nhà hảo tâm là để chia tiền với đồng nghĩa các bạn thương binh trong kỷ niệm 75 năm ngày thương binh sĩ. Còn ngoài ra thì bên nhóm chỗ trường học nó có một cơ số thuốc nó là thuốc bổ, thì tôi thì nhà còn mẹ già thì gửi yếu mẹ để mẹ bổ sức khỏe để chỉ vui cùng con cháu. Còn bên cạnh đây thì cũng còn một phần quà nữa, thì cũng chỉ là một cái mấy hộp nước yến rồi là một cái đồ bánh kẹo thôi, thì cũng chỉ là tấm lòng xin gửi đến bạn. Và một lần nữa chúc bạn đúng như câu Hồ nói, tạm bạc phục vinh. Trước hết thì em xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả các anh các chị. Đây là cái tình của các anh các chị dành cho em và gia đình em, thì em cũng không biết nói gì hơn, thì xin cảm ơn và ghi nhận cái sự ân tình của các anh các chị. Rằng thì nói chung là cùng là người lính với nhau thì chúng ta cũng đều biết, thì có người may mắn có người không may mắn, thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường thôi, nó không có vấn đề gì đâu. Thôi lần nữa là em xin cảm ơn tất cả các anh các chị.